bảo này. Đấy, tóm lại là ngày xưa hợp đồng CPG khoảng 130 mấy nghìn ấy, thì công ty bỏ ra hết bao nhiêu và phía đối tác nhận được bao nhiêu? Chị ơi, cho em hỏi nhà mình đã mở cửa chưa? Chị ơi, nhà mình có chỗ để xe ô tô không? Ô tô chị ạ? À? Để đằng trước ấy. Thế. Để được hả chị? Nó để ở đâu hả chị? Để đối diện ạ? À? Bên đối diện ạ? À? À vâng, ok ạ. Để cạnh nhà hàng ạ? À? Em có một xe 4 chỗ thôi. Ok ạ, ok chị. Vậy em 4 người chị ạ? À 5 người chị ạ? À 4 người. Anh bảo, anh bảo, okay, anh bảo. Okay. Em tên anh là bảo, anh bảo. Em tên tóm lại nhá, em trao đổi chị Vân là hợp đồng này là ký giữa Ecopark và phía đối tác. Vâng, chị sẽ ký nháy vào với vai trò là kế toán. Chị làm gì làm, còn em không biết. Thế thôi. Tùy chị. Tội vạ đâu chị chịu thôi. Thế thôi. Còn mình còn đừng có đẩy lấy trong mình nữa. Sống đấy, em hiểu, em hiểu vấn đề không? Không, em trao đổi thẳng với chị đấy. Bây giờ nhá, anh bảo này, có nghe anh nói không? Cái gọi là include thì nó rất là dễ, nhưng mà lần tới nếu mà chị muốn include thì để anh mời chị vào đàm phán với cả Metropoli nhá. Chị đàm phán được thì ok. Thế thôi. Về thuế, về các thứ chị đàm phán được thì ok. Đấy, chị là người đàm phán chứ không phải bọn anh. Đấy. Thì em bảo với chị Vân như thế. Anh hiểu thì em bảo với chị Vân như thế. Và bây giờ chị muốn include thì ok thôi, chị sang chị nói chuyện với người ta. Đấy, còn bây giờ cứ mỗi bộ phận lại cấu một tí, mỗi phận cấu một tí. Sau bọn anh thì trường hợp ra để đàm phán xuống. Thì tính là bây giờ tổng kêu là đàm phán xuống phải giảm đến tận 20-30% rồi. Thế bây giờ là muốn ký hợp đồng hay không muốn ký hợp đồng? Em hiểu ý anh không? Từ đầu đến cuối mình đàm phán, mình làm hết cho trên đây qua rồi. Đấy, em hiểu ý anh không? Bây giờ mình không mấy là cái đậu xe. Mình hiền quá là nó đầy đầu cái cổ. Đấy thì cái vấn đề ở đây nó là chỗ đấy. Thế anh thì thôi bây giờ cũng 5 giờ rồi, ngày mai anh đến lên giải quyết cho. Chị Thúy cũng hẹn là chiều ngày mai là ngồi với chị về cái hợp đồng CPG đúng không? À về cái Metropoli đúng không? Bên này cũng được, đây sang lút đây rồi. Mình nghĩ khi đậu mấy lần trước mình đậu ngay đằng trước, nhưng mà mình ăn buổi tối mà. Thế thôi đấy, đành chấp nhận đến chiều ngày đấy chứ. Thôi thoải mái, cũng gọi đợi mình đậu luôn trước nhá. Không đi qua đường này nguy hiểm lắm con. 11 giờ trưa. Để đứng để cái này tiện hơn. Trời, tao chỉ mà đang bị hại. Đi qua đường khó cẩn thận. Ok, anh đang sợ chiều. Ok, tốt rồi. Cảm ơn nhé. Có thấy
để hơn. Thế thì mình để xe đây được không? Thế có khi phải ra đi nhé. Từ từ nhé. Vâng. Ok. Để mình đi gọn vào một chút nữa mà. Bên này nó có cái vạch mà chắc là sẽ để được. Chứ đường bên kia nó không cho được. Lần trước mình đỗ buổi tối bên kia thì được. Còn ngày thì hơi sợ.